Xe tải van là một trong những cái dòng xe không thể thiếu ở các thành phố, nhất là trong hai cái thành phố lớn ở Việt Nam như bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hôm nay cái Ngô Tô Thiện Nhân sẽ rất là vui được giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải van 5 chỗ của nhà máy Đông Ben, được mệnh danh là một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam của dòng xe tải van. Cái dòng xe này nó có thể sánh vai được với Suzuki Ben Van, cũng là một trong những cái dòng xe tải van huyền thoại hiện tại đang có trên thị trường. Mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu cái sản phẩm này. Nó có một số điểm hơi khác biệt so với những chiếc xe tải van Đông Ben khác mà mình làm trước đây. Chúng ta cùng xem. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu qua một cái sản phẩm xe tải van 5 chỗ của nhà máy Đông Ben Việt Nam. Sản phẩm này có một vài cái option hơi khác một chút so với những cái sản phẩm mình đã từng bán. Ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Trước tiên về cái vẻ bề ngoài, đây là một cái sản phẩm màu trắng. Mình không nhớ là mình đã từng làm trên chục cái video về cái sản phẩm màu trắng này rồi. Nó vẫn là một cái ngôn ngữ thiết kế rất quen thuộc, chúng ta nhìn thấy ở bất cứ đâu trên đường. Tại vì sao nó lại bán được nhiều như thế? Tại vì nó dùng được, trên cái giá trị mà nó đem lại thì nó là một trong những cái sản phẩm mà người dùng chấp nhận được. Các đơn vị lớn như MediaMarkt, như SuperShip, như ShipShop vân vân. Sony họ cũng là một trong những đơn vị mua xe của mình. Và những cái đơn vị lớn ấy họ đã mua xe này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Nó phải có cái gì đó để người ta tin dùng và người ta mua nó. Với cái vẻ bề ngoài rất quen thuộc. Chúng ta vẫn có một cái hệ thống đèn pha bằng bi xê lông, một cái đèn cos bằng halogen ở đây. Chúng ta có đèn xi nhan hai bên này, chúng ta có đèn sương mù bật lên khá nóng này, phá sương mù đằng trước rất ổn. Ở đây là cái sản phẩm này mình chuẩn bị giao cho tay khách hàng, biển của họ đây mình ắp, mình đã gắn nó vào đây rồi. Thì khách hàng này cũng ép biển nên nó hơi xấu một chút. Ở phần hông chúng ta sẽ có cái điểm gì đặc biệt? Chúng ta sẽ có cái logo 1.5 lít là cái bộ máy, là cái trái tim của cái sản phẩm này. Máy 1.5 lít tiêu thụ nhiên liệu chỉ với 6,5 lít cho 100 km thôi. Chúng ta có một cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4 ở đây, đó là cái điều kiện bắt buộc so với những xe mà xuất xưởng từ năm 2018-2019 đến nay. Ở đây là cái biển tròn này mình đã dán cho khách hàng. Chúng ta có tay nắm cửa mạ chrome sáng. Mình nói qua một chút về cái bộ máy của cái sản phẩm này. Với cái trái tim của sản phẩm này, động cơ 1.5 lít hoàn toàn mới của năm 2019-2020 này là một trong những cái cải tiến mà mình nói có thể là đáng kể so với những cái đời trước đây. Thì cụ thể như nào thì mời các bạn phải đến tận nơi và các bạn lái xe thử, các bạn sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt đó. Đây là cái sản phẩm 5 chỗ, trọng tải chỉ có 490kg thôi. Chúng ta có hàng ghế sau như này, 3 chỗ, tổng cộng là 5 chỗ đó. Tí nữa thì mình sẽ đi sâu hơn về cái đằng sau đó. Chúng ta sẽ xem qua. Tại vì đây là cái sản phẩm 5 chỗ nên chúng ta chỉ có một cửa để mở để lấy hàng thôi đó. Ở đây chúng ta có một cái khe, cái trượt cửa đằng sau này rất quen thuộc rồi, logo Đông Ben được dán ở trên này. Lốp 175R13 rất rẻ. Các bạn đã mua cái xe này thì các bạn sẽ phải làm quen với cái thói quen là mua phụ tùng của cái sản phẩm này, nó rất là rẻ. Ở đây chúng ta có cái logo Đông Ben, chúng ta có một cái tay nắm mạ chrome sáng loáng lên như thế này, biển nắp ở đây. Kính này chúng ta nhìn này, chúng mình thì hay làm là bộ nhận thương hiệu của khách lên trên này. Cái xe này cũng chuẩn bị làm thì mình nghĩ là ngày mai làm xong mình sẽ làm thêm một cái video nữa về cái sản phẩm này. Ở đây chúng ta có cái tên sản phẩm này, X30V5. Thì ở đây các bạn để ý, đây là cái camera lùi, camera hành trình mình đã lắp cho khách này. Thì cái sản phẩm này nó cũng tương đối là đầy đủ đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái sàn được nâng lên 2 lớp so với những cái sản phẩm năm 2017 và 2016 này. Chúng ta có một cái tấm chắn điều hòa khá kín. Tấm chắn này là tấm chắn mình làm thêm cho khách thôi, tính chất là ngăn cái khoang đằng trước để cái điều hòa nó không xuống cái đằng sau này, gây ra tốn nhiên liệu. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái điểm đặc biệt, điểm khác biệt so với những cái sản phẩm khác mà mình nghĩ rằng mình làm cái sản phẩm này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, đó chính là cái bọc trần này. Các bạn, bọc trần bằng ni lông đẹp đó, còn mọi thứ thì nó vẫn giống nhau thôi. Chúng ta vẫn gồ lốp bình thường này. Ok, bây giờ thì mình sẽ mời các bạn vào cái khoang hàng ghế thứ hai để chúng ta xem qua. Cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm Đông Ben 5 chỗ là chúng ta rất dễ dàng để tháo được cái hàng ghế đằng sau này. Đây các bạn chỉ cần tháo mấy con ốc ở đây thôi và các bạn nhấc hoàn toàn cái ghế này ra ngoài. Và đằng sau này chúng ta lại có một cái không gian khác để chở hàng. Ghế thì đáng tiếc là vẫn bọc lỉ. Mình nghĩ rằng là
2020 này nó chỉ đến lỉnh như này thôi. Chúng ta muốn bọc ra thì chúng ta sẽ phải chi thêm option khoảng vài triệu nữa. Một điều đáng tiếc khác của cái sản phẩm này đó chính là nó vẫn là quay tay. Thế nhưng mà vừa đằng sau thì mình nghĩ rằng quay tay cũng được thôi, không vấn đề gì. Đó, đây là tay nắm để mở cửa này. Chúng ta sẽ lên khoang cabin đằng trước. Ở bên đằng trước chúng ta sẽ có những cái rất cơ bản của những chiếc đồng bèn khác. Chúng ta vẫn có một cái hệ thống cabin rất đầy đủ cho những bác tài xế, từ điều hòa hai chiều, trợ lực lái điện, kính điện, hóa điện, FM radio, đèn trần, những cái đèn đủ. Đây các bạn nhìn, cái trần này được bọc này, rất là đẹp. Cũng đắt đấy, không rẻ đâu. Đây là cái hệ thống camera lưu, camera hành trình nào cho khách này. Ở đây còn trải sàn vô lăng nữa, mình chưa làm. Mình sẽ show cho các bạn trong các video lần sau. Nếu được thì mình vẫn rất muốn là các bạn đến tận đây và trải nghiệm thực tế cái sản phẩm này. Nó là một trong những cái sản phẩm mà nó rất là tiện dụng. Mới hơn nữa với cái chế độ của bên mình, ô tô Thiện Nhân làm cho các bạn từ A đến Z. Chúng ta làm hệ thống đề can dán, rồi là lăn bánh trên đường, nó rất là đầy đủ, rất là tuyệt vời. Nếu bạn quan tâm đến nó, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn clip lần sau. Chân thành cảm ơn.